Rồi, mình sẽ sang một cái dạng bài thứ hai, đấy là cái dạng bài liên quan đến các cái control và test of control như thế nào. Ở cái dạng bài này thì mình sẽ phải làm tương đối là nhiều bài. Nó cũng thực ra là từ bài hôm trước đến bài hôm nay thì với phần risk and response là chị đã thấy các bạn tiến bộ lên rất là nhiều. Từ cái việc mà buổi hôm đầu tiên chị phải trace các bạn nghĩ gì vậy, tại sao nó lại rủi ro, thì đến hôm nay phần lớn là mọi người đều đã nói ra được cái đã identify ra được rủi ro, đã nói được cái lý do tại sao nó là rủi ro, và phần lớn các bạn đều đưa được response. Cho nên chị nghĩ là cái việc các bạn được khoảng 70% ở bài risk and response ấy là không khó. Bây giờ mình chuyển sang một cái dạng bài nữa, và chị cũng hy vọng rằng là ở cái dạng bài này thì tất nhiên là nó sẽ dài hơn và khó hơn. Cho nên là dài hơn là vì nhiều nội dung ấy, thì chúng ta sẽ cùng làm bài tập với nhau nhiều hơn để cover hết được tất cả các cycle. Thì từ đó chúng ta sẽ tự tin cái dạng bài này thôi, đúng không ạ? Mình sẽ có một số các cái tình huống để practice. Rồi bây giờ mọi người nhìn nhá, chúng ta cùng phân tích cái đề bài này. Vẫn là nằm ở trong cái đề September December. Thật ra là đáng nhẽ chị định dùng cái đề mà chị bảo các bạn chuẩn bị, nhưng mà nhân tiện đã đang share màn hình rồi thì thôi chúng ta dùng luôn, vì bài nào đề thi nào cũng có bài này hết. Mọi người nhìn này, chúng ta có một cái tình huống như sau. Hiện tại các bạn đang làm draft audit program, nhìn thấy không ạ? Và mình sẽ review về internal control documentation. Thứ nhất là payroll, thứ nhất là cái thủ tục tiền tính lương. Switch company employs factory staff who are required to work a standard shift. Đây là ca 8 giờ một ngày. No staff member required to work overtime and paid monthly by bank transfer. The company has a human resource department. Nè, mọi người nhìn nhé. Human resource ấy, thì chỉ chịu trách nhiệm là gì ạ? Setting up new joiner and payroll department. Mới là người process wage and salary. Người ta tách ra thành hai phòng ban. Một phòng ban là phòng ban human resource, là set up những cái người mới, ký hợp đồng này, đưa ra code nhân viên này, đúng không ạ? Còn payroll department thì sẽ tính lương, trả lương, được chưa ạ? When a new employee join, HR complete a join the form, include a unique number, thấy không ạ? Có số. Và the join the form is then sent to the payroll department so that the new employee can be set up for payment. Cái form này sau đấy sẽ được gửi sang department, và từ đó new employee sẽ được nhận, sẽ được tính lương. Được chưa? Ở đây mình nhìn thấy là có vấn đề gì đúng không ạ? Mọi người nếu như nhìn đây có vấn đề gì đúng không ạ? Ở đây chúng ta nhìn đọc ở đoạn trên cũng cảm thấy ổn lắm ấy. Nào là chia ra rất là segregation of duty đúng không? Giữa HR và payroll department. Và thế thì nó sẽ không có cái rủi ro gì nữa đúng không ạ? Nhưng mà mình lại có một cái vấn đề, đấy là ở đây chúng ta có cái sorry mọi người nhé, sorry, chị chưa đọc đề bài xem người ta bảo cái gì. Rồi, mọi người nhìn này. Ở đây người ta yêu cầu mình là đưa ra các cái key control, có cái control gì nhá. Sau đó thì test thế nào nhá, đúng không ạ? Vậy thì cái control đầu tiên mà chúng ta đã nhìn thấy á, là cái việc chúng ta tách riêng human resource và payroll department. Và cái này mình gọi tên nó ra, gọi là segregation of duty, đúng không ạ? Ở trong trong tài liệu của mình chị gửi cho các bạn ấy có cái từ này, có nhớ không? Vừa nãy chị đã đánh dấu cho các bạn đấy. Thế thì cái việc mà chúng ta đưa ra segregation of duty đấy là chúng ta chia hai cột đúng không? Một bên là key control, một bên là chúng ta sẽ test cái đó thế nào. Cái thủ tục của mình nhé, cái thủ tục kiểm toán của mình để kiểm tra cái control này như thế nào. Chị nhắc lại là chúng ta phát hiện ra có key control này, chúng ta sẽ phải test tương ứng để đảm bảo là cái control này làm sao ạ? Effective, có hiệu quả. Mà cái sự hiệu quả này phải được thể hiện bằng cách là nó meet đúng cái objective mà tôi đẻ nó ra. Ví dụ, tôi tách human resource và payroll department là vì sao? Vì tôi sợ rằng có cái rủi ro là những cái người nhân viên mới vào ấy ạ, mà nếu như tôi không tách human resource ra với payroll department ra thì có cái rủi ro là new joiner không được set up, đúng không ạ? Nếu mà payroll department, nếu mà chỉ có một phòng ban thôi thì sẽ bị quên, nhưng vì có hai phòng ban cho nên một ông là set
setup code một ông chuyển sang bên kia để đính lương thì sẽ không quên đúng không ạ? Đấy, ví dụ thế. Thế tôi sợ quên đúng không? Nên tôi tách ra. Hoặc là tình huống thứ hai, không phải là sợ quên mà là sợ gì ạ? Sợ cái ông new joiner hoặc là những cái thông tin về tiền lương ấy, có thể bị disclose đúng không? Thì chúng ta tách ra là một ông giữ cái master file về tiền lương, về thỏa thuận lao động, còn một ông chỉ có tính hàng ngày thôi đúng không ạ? Và cái việc tính đã được mã hóa rồi nên có biết ai với ai đâu, thế là confidentiality đúng chưa ạ? Đấy, thế thì bây giờ chúng ta phát hiện ra cái key control là signature beauty thì chúng ta sẽ test cái gì? Thứ nhất là mình phải test xem là có đúng là cái job description, cái scope of work của human resource và payroll department là thực sự độc lập với nhau hay không. Ví dụ như sau khi các bạn nghĩ rằng là có hai phòng như vậy và nhiệm vụ được mô tả như vậy, nhưng khi các bạn đọc JD thì hai phòng này na ná nhau, thậm chí đã còn có thêm một dòng là có thể hỗ trợ nếu cần, thì có nghĩa là chúng ta đã vô hiệu cái situation of duty này rồi. Cho nên cái test của control ở đây sẽ phải là cái test gì ạ? Review cái job description của hai cái phòng ban đó. Ok chưa ạ? Tiếp nữa mình có thể làm gì ạ? Mình hoàn toàn có thể obtain thử, mình có thể thu thập thử một cái form, một cái joiners form, xem là có phải joiners form này được complete before the payroll is calculated. Mọi người hiểu ý chị không ạ? Chị sẽ test thử, là chị sẽ lấy thử một số form của những cái người mới để xem là có phải cái form này được làm ra trước khi mà người ta tính lương hay không, hay là người ta chỉ làm cho đủ thôi, tính lương cứ tính lương, đúng không ạ? Rồi, tiếp nữa này, đến cái phần thứ hai là cái unique employee number. Cái unique employee number là một cái key control, đúng không ạ? Unique có nghĩa là gì ạ? Nghĩa là không có cái thứ hai. Thì mình sẽ đưa ra là mình found được là một cái key control là new employee sẽ được assign, sẽ được set up một cái unique employee number by HR department, được chưa ạ? Và có nghĩa là mình phải thấy rằng là phòng payroll sẽ không làm được cái number đó, phòng payroll sẽ không sờ được vào cái number đó, được chưa? Như chị vừa nói nhé, là tại sao lại phải đưa ra unique number, là để cho phòng payroll ấy, tính lương là trên cái tên người đã được mã hóa, và vì thế mình đảm bảo tính confidentiality, ok chưa? Đồng thời là đảm bảo thêm một cái rủi ro, giảm một cái rủi ro nữa là phòng payroll ví dụ như là tôi muốn bịa ra những cái người lao động không có thật thì tôi cũng không bịa được, bởi vì mỗi một người lao động đều có một unique employee number, được chưa? Thì đấy là cái key control và cái objective của cái control đấy. Thế thì từ việc chúng ta phân tích cái objective đấy, chúng ta test cái gì? Chị sẽ làm thử là test thử một cái số mà chị tự nghĩ ra, tự bịa ra. Chị sẽ key in một cái dummy number không có thật đấy, đúng không ạ? Để mình xem là có tính lương được không. Ví dụ tính lương nhá, mình sẽ phải gõ cái số mã số của nhân viên, xong bắt đầu là nhập vào, đúng không ạ? Bây giờ chị gõ một cái số 3 liên thiên thì nó sẽ phải không ra chứ, nó phải báo rằng là không có mã nhân viên như vậy. Nếu mà máy nó báo ra là nó có một cái trả lời là không có mã nhân viên như vậy thì chị thấy là cái key control này đang có hiệu lực, đúng không ạ? Thế còn nếu mà lại có những tình huống là sau khi chị gõ một số liên thiên vào thì nó lại trả lời chị là hiện tại không có nhân viên nào có mã này, bạn có muốn bổ sung thông tin không? Thế xong rồi mình lại nhập vào được. Mọi người hiểu ý chị không ạ? Thì có nghĩa là cái key control này bị vô hiệu. Chúng ta đang test là test cái gì? Test là cái thủ tục này nó có tồn tại hay không? Và thứ hai là chúng ta test là nó tồn tại thì nó có hiệu quả hay không? Ok chưa ạ? Đấy là ý thứ hai. Mọi người phải xem lại cái bài này để mọi người viết cho chị nhá. Hai cột nghe chưa? Tiếp nữa này. On a monthly basis, in an exception report related to changes of the payroll standing data produced and reviewed by the payroll manager. Exception report related to the changes to the payroll standing data. Những cái trường hợp mà lương khác với cả cái hệ số lương ở trong standing data là cái data gốc ấy, data chuẩn ấy, thì người ta sẽ
xuất ra một cái báo cáo là những ai mà lương cao hơn so với cả thỏa thuận. Được chưa ạ? Để payroll manager sẽ review. Đây cũng là một key control. Cứ có review nhá. Cứ có một cái người cụ thể review nhá. Đấy là control mà chúng ta gọi nó là gì nhỉ? Authorization. Đúng không ạ? Rồi, ở đây có authorization. Vậy thì mình sẽ phải đảm bảo cái thủ tục này, người ta đảm bảo cái việc là tất cả các exception, các cái exceptional payroll thì đều được review bởi payroll manager. Đúng không ạ? Thế thì mình test cái gì? Bây giờ mình test cái như thế nào? Mình sẽ select một số các tháng mà có exception report. Mình sẽ nhìn xem trong các tháng có cái tháng nào có exception report. Mình lấy ra xong rồi xem là có chữ ký không? Đúng không ạ? Có chữ ký có nghĩa là đã review rồi. Ok chưa ạ? Tiếp nữa này, đến đoạn cuối cùng của đoạn này ạ. Employee hour workers and their hourly wage rate are preset into the system. Người ta sẽ phải đưa sẵn vào trong hệ thống và sẽ tự tính ra gross và net. Được chưa ạ? Với các cái khoản deduction, mọi người tính đến kiểu tính lương ở Việt Nam ấy ạ. Mình tự đưa vào và tự tính ra gross và net pay theo số thuế phải tính theo luật thuế của mình. Được chưa ạ? The payroll supervisor, nhớ này, cứ có cái con người nhá, là nghĩ đến authorization. Select a sample of the pay slip, re-perform the gross to net pay calculation and investigate any discrepancies. Ông này ông sẽ phải làm gì ạ? Ông ấy chọn sample of pay slip, ông ấy tính thử ngược lại từ gross đến net và ông ấy xem tại sao lại chênh lệch. Ok chưa? Như vậy ở đây có một thủ tục là có một người đi kiểm tra. Đấy là thủ tục nhá, đấy là key control nhá. Key control là payroll supervisor sẽ có sample bla bla, đúng không ạ? Đấy là key control. Tại sao lại gọi nó là key control? Tại vì với cái việc kiểm tra này thì nó sẽ giảm cái rủi ro là cái hệ thống có thể bị tính sai, hoặc rủi ro ở đây là nếu như mà mình nhập cái dữ liệu để ví dụ như để khấu trừ và bị sai thì số tiền cũng sẽ bị sai. Đúng không ạ? Và nếu mà có rủi ro đấy thì cái việc này nó làm giảm thiểu rủi ro đấy. Thế thì chúng ta sẽ test như thế nào ạ? Mình sẽ test thử các cái monthly pay slip mà đã được lấy ra để test ạ, thì nó có dấu hiệu gì là đã được kiểm tra hay không. Ví dụ như là các bạn hình dung là khi mà người ta rút ra một cái pay slip, ông này ông tính xong ông phải check như này chứ, thì nó phải có dấu hiệu check ạ. Được chưa ạ? Thì đấy là chúng ta test xem là có control hay không. Một cái nữa là các bạn hoàn toàn cũng có thể tự lấy ra một vài sample. Được chưa ạ? Và các bạn cũng làm giống như cái ông supervisor này để xem nó có sai sót hay không. Mọi người đã hiểu cái làm bài này chưa ạ? Chị nói lại nhá, là các bạn đọc xong các bạn phát hiện ra cái đấy là key control, các bạn lại phải làm cho chị là một là mô tả cái control đấy, thứ hai là giải thích cái control đấy nó giảm thiểu rủi ro gì. Được chưa ạ? Sau đó thì mình mô tả cái test, nhưng mà xong rất là dễ. Rồi đến phần thứ hai là phần purchase. Thì chị nghĩ rằng cái phần purchase này chị sẽ không phân tích đề như vậy, mà chị sẽ nói với các bạn về lý thuyết, sau đó các bạn come back lại đây để các bạn làm cho chị cái bài này tương tự như là phần payroll mà chị đã làm. Mọi người hiểu không ạ? Bởi vì là nếu mà chúng ta làm vào bài tập ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là 100 bài nó sẽ là 100 case khác nhau, nhưng thật ra mục tiêu của các hệ thống là giống nhau. Chị nói lại từ phần lương nhé, hôm nay mình sẽ nói hai phần là phần lương và phần purchase, để đến hôm sau mình sẽ làm thêm các cái phần khác, và có thể các bạn sẽ làm bài trước, nhưng mà chị sẽ tóm tắt lại cho các bạn từng cái hệ thống đấy. Nói phần lương trước này, vì vừa xong nói đến lương nhé. Mọi người nhìn thấy lương ấy, thì sẽ có mấy cái issue. Issue thứ nhất là về data. Data có nghĩa là gì ạ? Là cái standing data vừa nãy mình nói ấy, nó là cái hệ thống mà từ lúc mà người ta mới vào cho đến lúc mà người ta làm việc. Làm việc thì sẽ có những cái thay đổi, promotion, hoặc là những cái tuyên chuyển công tác vân vân vân, đúng không ạ? Và cuối cùng là người ta nghỉ hưu. Được chưa ạ? Có các thứ khác. Thì trong này, trong cái work này thì sẽ lại có những cái như là overtime. Rồi trong này có cả những cái như là kiểu những cái tình huống phạt chẳng hạn, đúng không ạ? Thì tất cả những cái này phải được thỏa thuận trước và nó nằm ở trong cái data. Ok chưa? Hàng tháng, monthly thì người ta mới calculate là dựa vào cái actual working day.
người ta mới nhân với cả cái pay rate đúng không ạ, để ra phần salary đó. Xong đó từ cái salary này người ta sẽ làm gì ạ? Gửi sang ngân hàng để thanh toán. Đấy, bình thường là như thế. Thì mình nhìn thấy là như này có những cái rủi ro ở đâu? Rủi ro số 1, data này bị sai, ngày vào sai, đúng không ạ? Không có mã code thì sẽ có cái rủi ro tiếp theo là nhân viên không có thật. Rủi ro về overtime bị sai, đúng không ạ? Ví dụ tôi không làm overtime, tôi kê là overtime. Tôi làm overtime nhưng mà tôi làm ít thì tôi lại kê nhiều, được chưa ạ? Promotion không được tăng lương kịp thời, được chưa ạ? Hoặc là tự thay đổi cái số tiền lương không được cho phép. Retirement thì không bỏ ra khỏi bảng lương. Tất cả những cái đều có rủi ro đúng không ạ? Vậy thì người ta sẽ làm tất cả các key control để đối phó với cái rủi ro đấy. Ví dụ, cái thứ nhất, người ta vừa làm gì đấy? Issue ra cái unique code for the employee, đúng không ạ? Với cái này thì người ta có một cái rủi ro, à quên, có một cái thủ tục đấy là phải được approval về overtime before the overtime incur. Ví dụ hôm nay các bạn muốn ở lại làm overtime nhé, thì các bạn phải làm một cái đề xuất về việc là tôi cần phải làm overtime cho dự án nào, và manager đã phải phê duyệt cái đó rồi thì các bạn mới được làm overtime và được hưởng lương ạ. Đó thì đấy chính là một cái key control để đề phòng cái việc là có overtime mà không được phê duyệt. In case các bạn retirement chẳng hạn thì các bạn sẽ phải thấy rằng là chúng ta sẽ lại dựa vào cái hệ thống data unique data đúng không, để đảm bảo là từ lúc join đến lúc retirement thì vẫn dùng cái hệ thống đấy, và chúng ta sẽ xóa cái số trên hệ thống thôi. Hàng tháng này actual working day là rủi ro liên quan đến cái gì ạ? Liên quan đến chấm công. Có bạn chấm công không? Có người chấm công không? Đúng không? Có ai supervise cái việc chấm công không? Ví dụ như các bạn biết là các khu công nghiệp ấy ạ, thì người ta đi làm chấm công một cái thẻ, cứ đến ấy ạ, thì để cái thẻ vào đấy, và khi người ta để cái thẻ vào đấy để count là hôm nay tôi có working, thì bao giờ thông thường là cái thẻ, cái bảng chấm công đấy nó cũng để ở chỗ dễ nhìn thấy, ví dụ như là có bác bảo vệ chẳng hạn, hoặc là có camera chẳng hạn. Tại sao lại như thế? Để đảm bảo cái tính trung thực với việc chấm công. Ví dụ như có tình huống là có một người thì cầm 5 cái thẻ đến tích cho 5 người chẳng hạn, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như ở cái chỗ mà đông người dễ nhìn thấy, có bác bảo vệ thì chắc chắn là không có cái thằng nào dám cầm 5 cái thẻ ra để tích rồi. Thế nhưng mà bây giờ chẳng hạn như mình bây giờ đi làm thì không có ai chấm công bằng thẻ như thế nữa. Thế mà bây giờ chấm công bằng vân tay, thì cái việc mà chấm công bằng vân tay cũng để hạn chế cái việc là một người cầm 5 cái thẻ đi tích cho 5 người khác, đúng không ạ? Nhân với pay rate, thế nếu như tôi nhân nhầm pay rate thì sao? Và đấy là lý do vì sao mà chúng ta đang tách ra là cái này thì là cho một phòng ban và việc tính lương cho phòng ban khác. Thì khi transfer từ cái data, từ cái standing data sang, thì cái rủi ro mà bị sai pay rate nó sẽ giảm đi để tính ra phần salary. Ok chạm rồi nhá, tính ngay xong cái này còn net còn gross như mà xong mình nói nhá. Tiếp nữa đến phần payment, liệu rằng payment có sai không? Có thể chứ, nếu mà cái dữ liệu mà mình gửi ra ngân hàng bị sai, đúng không ạ? Thì vậy thì ở đây phải có một người gì ạ? Kiểm tra cái bản payroll, đúng không ạ? Phê duyệt và gửi ra cho ngân hàng. Thì chị summary lại sau khi các bạn vừa mới đọc một cái đề bài đấy, các bạn sẽ dễ nhớ đúng không ạ? Và bây giờ thì các bạn có thể dùng cho rất là nhiều các cái bài khác nhau liên quan đến payroll, chứ không cứ là bài này đâu ạ. Rồi ạ, bây giờ tiếp đến là PO này. Bây giờ tiếp đến cái việc thứ hai là liên quan đến cái mua hàng, đúng không ạ? Ở đây trong tình huống này ấy, thì mình còn có một cái rủi ro là purchase thì có cái gì? Thứ nhất ấy, trong phòng mua thì cái ông mà có trách nhiệm cao nhất của phòng mua là ông manager. Ông này chịu trách nhiệm cái gì ạ? Từ cái order. Order có nghĩa là tôi đi đặt hàng, đúng không ạ? Tôi đi tìm supplier, ông này cũng chịu trách nhiệm luôn, đúng không ạ? Order này, supplier này, các cái thỏa thuận về giá với supplier, được chưa ạ? Về giao hàng, nhận hàng kịp thời, đó. Tiếp nữa là đến thanh toán. Thì mọi người nhìn thấy từng này vấn đề ông manager là vì trách nhiệm, các bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó có những vấn có những cái rủi ro gì. Nếu mà tôi đặt hàng mà hàng không về thì tôi sẽ không có hàng để sản xuất. Nếu tôi đặt hàng của nhà cung cấp không đáng tin cậy thì tôi có rủi ro là hàng đấy không có đủ chất lượng, đúng không ạ? Nếu như tôi đặt hàng mà tôi không kiểm tra giá và bị mua giá đắt thì sẽ gây thiệt hại cho công ty. Nếu như chúng ta đặt hàng mà cái phương thức vận chuyển
không phù hợp và nhận dẫn đến là bị mất hàng, đúng không ạ? Thì thiệt hại cho công ty, nhận muộn thì không có hàng để sản xuất, đúng không ạ? Nếu như chúng ta đặt hàng, chúng ta có hóa đơn mà không thanh toán tiền đúng hạn cho supplier thì có thể là supplier tốt người ta sẽ không bán hàng cho mình nữa. Đó, thì khi mà chúng ta nhìn đến các cái rủi ro này thì chúng ta sẽ tự nghĩ ra là chúng ta cần phải làm cái control gì. Rồi come back lại cái bài này mình xem mình có cái rủi ro gì nhé. Now, the company has a purchase department based at the head office. When raw material are required, khi mà người ta yêu cầu mua raw material thì the production supervisor submit nộp một cái requisition form, nghĩa là ông phụ trách sản xuất sẽ yêu cầu phòng mua đi mua hàng, được chưa? A multi-part purchase order, multi-part có nghĩa là nhiều liên, một cái order mua hàng nhiều liên được tạo ra, và purchasing manager authorize all order up to 5,000. Người ta có một cái thủ tục là sẽ chỉ phê duyệt các cái order đến 5.000 là purchasing manager thôi, còn dưới 5 à quên trên 5.000 thì sẽ là purchasing director. Ở đây có hai thủ tục ạ. Thủ tục đầu tiên là control. Thủ tục đầu tiên là chia ra cái phân quyền 5.000, đúng không ạ? Để làm gì ạ? Mình nói với cả examiner là tại sao chúng ta lại biết đây là một cái thủ tục key control. Bởi vì ở đây để nó đảm bảo rằng là mình sẽ đảm bảo được cái việc là authorize ạ, được chia ra, và purchasing manager sẽ phê duyệt các cái đơn hàng nhỏ đến 5.000, đúng không ạ? Còn những đơn hàng quan trọng, trọng yếu thì là do purchasing director. Và việc chia ra như thế này thì để purchasing director biết là nó là những cái khoản lớn, trọng yếu thì phải tập trung cái sự chú ý của mình vào những cái khoản này, đúng không ạ? Cái thứ hai là ở đây còn có một cái thủ tục nữa là mình sẽ phải đi kèm cái requisition, cái hồ sơ mua hàng này sẽ phải đi kèm từ cái đề xuất mua của phòng production để mình ensure là hàng mua về thực sự là phục vụ sản xuất. Được chưa ạ? Ở kho ấy thì người ta sẽ nhận hàng từ supplier. Sau khi so sánh với purchase order và kiểm tra số lượng, chất lượng, được chưa? Đây là một thủ tục, một cái key control. Key control này là gì? Lúc nào nhận hàng cũng phải kiểm tra số lượng và chất lượng và so với purchase order để đảm bảo là tôi chỉ nhận hàng. Là mục tiêu của key control này là tôi chỉ nhận hàng mà trước đó tôi đã đặt. Nếu tôi không có cái thủ tục là phải kiểm tra về purchase order thì rất có thể là tôi nhận hàng mà trước đó tôi không đặt ạ. Đúng không ạ? Thế nên bây giờ mình không đặt nhá, hàng đến xong rồi kho mình không biết, cứ thế cho vào kho thì mình mới phải trả tiền à? Đúng chưa? Đấy ạ, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta sẽ nói đến câu chuyện là tại sao lại có cái thủ tục là phải kiểm tra về purchase order. Xong hết rồi thì ông này ông ấy sẽ mới phát hành cái good receipt note, và ông ấy sẽ để một liên good receipt note ở kho, còn lại thì gửi lên phòng finance department. Cái việc mà good receipt note này có hai liên, một liên để ở kho, một liên gửi lên phòng tài chính ấy, là để đảm bảo là chúng ta chỉ gửi đi thanh toán những cái đơn hàng mà đã nhận hàng thôi, chứ chúng ta không thanh toán cho những đơn hàng không nhận hàng, chưa nhận hàng. Tiếp này, the payable clerk lock the purchase invoice in batches of 20 into the purchase table utilizing control total. Mọi người học F3 ấy, sẽ biết là chúng ta có sổ purchase table ạ. Và ông này ông sẽ lock 20 cái invoice vào một lần. Cái việc mà dùng control total này ạ là để đối chiếu số liệu với cả số dư phải trả để đảm bảo là không có nhầm lẫn khi chúng ta key in các cái purchase invoice. Nào F3 các bạn chắc là biết rồi. Ông này ông sẽ phải ký ạ. To evidence the check undertake. Được chưa ạ? Họ sẽ làm đối chiếu công nợ theo tháng. Đối chiếu công nợ là để làm gì ạ? Đây là một key control. Và đối chiếu công nợ này để mục đích là họ xác nhận cái số dư hàng tháng để tránh cái sự nhầm lẫn với cả nhà cung cấp. Nếu mà có chênh lệch thì họ sẽ đi tìm. Và finance controller sẽ review the reconciliation. Cái thủ tục là đối chiếu và kiểm tra các cái chênh lệch này sẽ được kiểm tra bởi finance controller.
invoice are paid in accordance with the supplier's credit term. Yeah. Chúng ta sẽ trả theo cái ngày trả chậm mà đã thỏa thuận trước với supplier. The finance director authorized the money transfer payment list for supplier, having first agreed the amount to be paid, the supporting documentation, and review the first for duplicate pay- list of duplicate payment. Nghĩa là ông finance director là người cuối cùng kiểm tra cái bank transfer và ông ấy sẽ phải kiểm tra một là có đầy đủ chứng từ đi theo không, nghĩa là có hóa đơn này, có hợp đồng này, có hồ sơ xin nốt không này, và cái thứ hai là đảm bảo là không bị trả trùng, thấy không ạ? Thì đấy cũng là một cái ví dụ để các bạn nhìn thấy là người ta mô tả hệ thống tương đối ổn. Thì cái bài tập của chúng ta là control của họ là gì, mô tả ra, mô tả lại có hai câu đúng không, một câu state of fact, một câu explain why do you consider it as a control, hay nói cách khác là cái rủi ro gì được mitigate, đúng không ạ? Và cái thứ hai là các bạn sẽ test thế nào, các bạn sẽ đưa ra cái test thế nào. Đó, bài này chị gợi ý phần purchase, chị không nói đến cái test thế nào. Phần lương chị đã nói là test gì rồi. Bây giờ các bạn tập kẻ bảng ra như thế và các bạn làm cho chị bài này. Ok không ạ? Thêm một bài nữa chị sẽ chữa nhanh để mọi người có bài tập để làm nhá. Cho chị một phút. Đấy là bài March and June 20. Chị hôm trước chị bảo là mọi người mở đề 2017 nhưng chị sợ nó hơi sai. Hơi lâu rồi ý, nên chị muốn các bạn làm cái bài gần đây ý, để các bạn biết là cái thông tin gần đây thì nó như nào. Đây ạ, đây là đề March and June 2017. À quên, March and June 2020. Đấy, thế ông bài nào có the risk or the response hết bài nào thì cũng có luôn. Đây cũng có key control. Đây ạ. Ở bài này á, bài March and June 2020 thì các bạn nhìn thấy là các bạn sẽ làm cho chị câu B nhá. Câu B ạ, được chưa ạ? Describe a test of control, đúng không ạ? Và câu C, đây ạ. Câu C là các bạn xem có phần nào là bị điểm yếu không? Và đưa ra recommendation, được chưa ạ? Đây ạ, thì chúng ta sẽ làm thử một phần nho nhỏ ở đây. Là phần payroll đi, là phần đã nói rồi, phần này ạ. Họ có phòng payroll department để set up all new joiners giống như bài vừa làm. Pre-print the joiners form, complete by HR và once verified sẽ gửi đến phòng payroll department. Được chưa ạ? Joiner form sẽ gồm có staff member và system require the new joiner to be entered before they can add to payroll. Cũng tương tự như bài kia, sẽ phải xin ra số cho mã nhân viên trước rồi mới có thể tính lương được. Và chỉ tính lương cho những người đã có mã nhân viên thôi. Được chưa ạ? All member of the payroll department can amend employee. Nào, tất cả nhân viên của phòng tính lương đều có thể sửa được dữ liệu ở hệ thống lương. Đây chính là một điểm yếu á. Và điểm yếu này dẫn đến chuyện là cái thông tin ở trong cái payroll system thì có thể sẽ bị manipulate bởi một ai đó mà chúng ta không biết. Được chưa ạ? Cái password ở đây thì một quý mới thay một lần, đúng không ạ? Cho nên sẽ không còn bảo mật nữa. Thì đấy là điểm yếu mà các bạn sẽ phải recommend. Recommend là gì ạ? Recommend là chỉ cho ông manager access thôi. Và cái password đấy thì không có ai biết. Cái thứ hai là nếu như mà phòng HR department tạo ra thì phòng payroll department là không được sửa, đúng không ạ? Thì mới gọi là secretarial duty. Theo cơ sở là một tháng một lần thì sẽ thanh toán lương. Senior payroll manager sẽ review cái list of bank payment và agree to the payroll record. Nếu có chênh lệch gì, mọi người nghe này, nếu có chênh lệch gì, payroll sẽ quay lại sửa vào hệ thống. Đây là một điểm yếu á.
Nếu có chênh lệch gì thì phải đi tìm tại sao lại chênh lệch và không được tự sửa về hệ thống như vậy, đúng không ạ? Mà phải quay lại là sửa vào từ cái dữ liệu đầu vào. Ví dụ nhưng mà chênh, ví dụ như là chênh phát hiện ra chênh lệch là vì tính sai giảm trừ gia cảnh chẳng hạn, nên dẫn đến là thuế bị sai chẳng hạn, thì phải quay lại để sửa từ đầu vào và yêu cầu phòng human resource amend cái đầu vào đấy, đúng không ạ? Chứ không được tự sửa như thế này. Thì đấy là để phục vụ cái câu là có điểm yếu gì và các bạn recommend thế nào. Thì chị mô tả thử cho các bạn phần payroll. Cái phần này chị muốn các bạn rất là chủ động để thử đọc và thử tìm ra các cái điểm yếu trước đã, để xem cái common sense của mình ấy, cái tư duy của mình với phần này thế nào, để chúng ta còn có thể biết đường, biết hướng để chúng ta có làm được. Chứ nếu mà chị cứ phân tích hộ thì tất nhiên nó sẽ rất là easy. Thì bài này nhá, là chúng ta có 3 phần. Chúng ta có phần non-current nó sẽ ở trên này, payroll ở đây và sales and bank ở dưới á. Và chị muốn các bạn làm bài này một cách tương đối là kỹ, cả phần test of control lẫn phần deficiency, những điểm yếu. Và đây là hai phần mà sẽ luôn luôn gặp ở trong bài thi, cho nên mọi người sẽ phải rất là tập trung và làm cho chị bài này thật là kỹ. Như vậy là nếu mà tối thứ hai mà mình học được ý ạ, thì chị sẽ chữa thêm bài cho các bạn, thêm một bài cho các bạn để các bạn làm. Tại vì chị sợ rằng là nếu như thứ ngày mai thì các bạn sẽ làm bài đúng không? Nhưng mà chị sợ là chị không, thứ hai mà chị traveling thì chị sẽ không thể chữa bài cho các bạn được. Thế nên là chị sẽ chữa chung vào ngày thứ 6 tuần sau. Và các bạn cố gắng làm bài và gửi cho chị trong khoảng độ đến thứ 4 các bạn gửi lại cho chị được không ạ? Thì chị sẽ chữa cho các bạn. Cái thứ hai nữa là mọi người cố gắng là viết detail, càng detail càng tốt, như là đi thi ấy, thì nghĩa là ví dụ như là 80 siêu thì viết đúng 80 siêu luôn nhá. Đấy, kiểu như vậy thì để chị chữa. Nếu mà thứ hai mình học bình thường thì chị sẽ chữa thêm một đề nữa, bởi vì cái phần này các bạn phải làm càng nhiều càng tốt. Rồi thứ sáu thì mình sẽ finalize lại cái dạng bài này trước khi mình chuyển sang bài khác, được không ạ? Rồi, ok. Có ai có câu hỏi gì không ạ? Hai bài nhá. Hai bài là đều đề năm 2020. Em sẽ còn nhầm nhiều đúng không ạ? Bởi vì đây là chuyện đương nhiên là chúng ta sẽ nhầm. Và vì chúng ta nhầm cho nên bây giờ mình phải làm bài tập để mình không nhầm. Lời khuyên của chị chỉ là em cứ làm khoảng 5 bài liên tục thì sẽ không nhầm nữa. Nhớ nhá, hai đề của năm 2020, đề tháng 3, tháng 7 và đề tháng 9, tháng 12. Rồi ok, thôi mọi người nghỉ nhá. Chị rất sorry vì hôm nay mình bị mất một bài không record. Nhưng thôi mọi người chịu khó làm bài luôn đi cho nó đỡ quên ạ. Xong rồi chị sẽ chữa vậy nhá. Rồi, chúc mọi người ngủ ngon ạ. Mình nghỉ nhá.